Hiện nay, để nâng cao năng suất sinh sản của heo nái, thì kỹ thuật thụ tinh nhân tạo dần được áp dụng rộng rãi trong chăn nuôi heo. Việc thụ tinh nhân tạo cho heo nái giúp cải thiện năng suất sinh sản, tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cho trang trại. Vậy nên, hôm nay Dr. Vet sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho heo nái để đạt hiệu quả cao. Đầu tiên, để có một đàn heo năng suất thì việc quan trọng đó là lựa chọn được tinh heo phù hợp, năng suất và chất lượng. Xác định đúng thời điểm phối giống ở heo nái. Đối với phối giống lần đầu, phối giống cho heo nái hậu bị. Điều kiện cần và đủ để phối giống cho heo nái hậu bị là heo phải đạt đủ tháng tuổi và khối lượng cần thiết. Tuổi phối giống lần đầu đối với heo nái giống nội là 7 đến 7,5 tháng tuổi và giống lai và giống ngoại là 7,5 đến 8 tháng tuổi. Khối lượng phù hợp khi phối giống đối với heo móng cái khoảng từ 50 đến 55 kg, heo lai là khoảng 75 đến 85 kg, heo ngoại là từ 110 đến 130 kg. Đối với tất cả các giống heo, không bao giờ cho phối ngay ở lần động dục đầu tiên vì cơ thể heo phát triển chưa hoàn thiện, số trứng rụng trong lần động dục đầu tiên ít. Nếu phối giống thì số con đẻ ra sẽ ít, nên phối giống khi heo nái đã qua 2 đến 3 chu kỳ động dục. Đối với việc phối giống cho heo nái dạ, heo đã đẻ từ lứa thứ 2 trở đi, heo mẹ sau cai sữa khoảng 4 đến 6 ngày sẽ có hiện tượng động dục trở lại. Cần theo dõi, quan sát kỹ và xác định chính xác thời điểm mê ỉ ở heo để chuẩn bị phối giống. Khi phát hiện trạng thái mê ỉ ở heo thì phối giống lần 1 trong vòng 10 đến 12 giờ kể từ khi phát hiện mê ỉ. Để heo nái đẻ sai con nên phối giống lặp lại lần 2 sau khoảng 12 giờ kể từ khi phối giống lần thứ nhất. Cần phải ghi chép ngày phối giống để dự đoán được ngày heo đẻ. Về kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, đầu tiên cần chuẩn bị dụng cụ. Phải chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ như tinh heo, ống dẫn tinh quản, giấy vệ sinh, dầu bôi trơn, găng tay, v.v. Luộc sạch các dụng cụ dẫn tinh trong nước sôi khoảng 15 phút, vẩy ráo nước và để nguội. Đối với heo nái, trước khi phối phải vệ sinh sạch sẽ heo nái, nhất là bộ phận sinh dục. Kích thích heo nái từ 3 đến 5 phút theo kiểu tỏ tình của heo đực bằng cách ngồi hay tì tay hoặc đặt bao cát lên lưng heo nái. Thao tác dẫn tinh, cần bôi trơn ống dẫn tinh, làm ấm tinh dịch lên 35 đến 37 độ C bằng cách nắm lọ tinh trong lòng bàn tay một lúc, vạch âm hộ để đưa ống dẫn tinh vào đường sinh dục con cái, lệch một góc lên trên 30 đến 45 độ so với mặt phẳng lưng và xoay nhẹ ống dẫn ngược chiều kim đồng hồ. Nhẹ nhàng, vừa kéo ra, đẩy vào để ống dẫn tinh vào đến cổ tử cung, khoảng 25 đến 27 cm. Tiếp tục kích thích heo nái để đưa ống dẫn tinh khớp vào cổ tử cung, sẽ có cảm giác nặng tay khi ống dẫn tinh vào cổ tử cung. Lắp lọ tinh đã được làm ấm vào ống dẫn tinh và bơm tinh, tiếp tục kích thích heo nái để tinh dịch chảy từ từ vào tử cung. Chú ý để lọ tinh cao hơn mông heo nái. Thời gian bơm tinh phù hợp nhất là khoảng 5 đến 10 phút. Sau khi dẫn tinh xong, vẫn ngồi tì tay hoặc đặt bao cát lên lưng heo nái thêm khoảng 3 đến 5 phút để tinh dịch chảy hết vào trong rồi từ từ rút tinh quản ra khỏi đường sinh dục cùng chiều với kim đồng hồ rồi vỗ mạnh vào mông heo nái. Khi kiểm tra xem tinh dịch đã chuyển lên phần trên của đường sinh dục heo nái chưa, bằng cách hạ ống dẫn tinh thấp hơn âm hộ, nếu tinh dịch không chảy ra ngoài là tốt. Vệ sinh dụng cụ và ghi chép những thông tin cần thiết vào sổ phối. Theo dõi kết quả trong chu kỳ động dục tiếp theo. Trong kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho heo, cần chú ý một số điểm hết sức quan trọng như sau. Trước khi tiến hành phối giống cho heo, nên kiểm tra và soi tinh trước khi phối. Nếu tinh trùng đạt đủ tiêu chuẩn mới phối cho heo nái. Thời gian tính từ lúc lấy tinh đến khi phối giống, càng ngắn càng tốt. Nếu thời gian này để lâu, sức sống của tinh trùng càng giảm và khả năng thụ thai sẽ càng kém. Tinh ở dạng lỏng phần lớn chỉ có khả năng thụ thai trong vòng tối đa 2 ngày nếu điều kiện bảo quản tốt. Vì thế trong vòng 48 giờ nên sử dụng hết các liều tinh đã sản xuất ra. Về nhiệt độ bảo quản, thích hợp nhất là từ 18 đến 20 độ. Cần giảm đến mức thấp nhất các khoảng cách dao động nhiệt độ thì sức sống của tinh trùng sẽ tốt hơn. Khả năng di chuyển của tinh trùng. Một trong những yếu tố làm mất khả năng di chuyển của tinh trùng đó là đuôi bị cong hình chữ C, chứng tỏ tinh trùng gặp phải ngoại cảnh nguy hiểm. Ví dụ, thay đổi quá mức về nhiệt độ, pH, áp suất thẩm thấu, chất độc. Đuôi cong thường kèm theo các giọt bào tương khi di chuyển. Loại tinh trùng này không có khả năng thụ thai. Một liều tinh nếu có khoảng 20% tinh trùng loại này thì không có khả năng thụ thai nên loại bỏ. Cần sưởi ấm tiêu bản khi kiểm tra tinh trùng. Tinh trùng rất nhạy cảm với nhiệt độ.
Nhiệt độ của tinh dịch và nhiệt độ của lăng kính kiểm tra chỉ lệch khoảng 2 độ C cũng có thể gây choáng cho tinh trùng và chất lượng đánh giá sẽ không đúng và không chính xác. Khi chuẩn bị tiêu bản để kiểm tra, cần chú ý đảm bảo nhiệt độ tinh dịch và nhiệt độ của phiến kính tương đương nhau. Muốn đánh giá tinh dịch mới lấy, phải sưởi ấm phiến kính để có nhiệt độ khoảng 35 đến 37 độ C tương đương với nhiệt độ của tinh dịch. Một số yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thụ thai của heo nái. Đầu tiên là sức khỏe của heo đực và heo nái. Heo khỏe mạnh không mắc các bệnh và có chu kỳ động dục bình thường sẽ có tỷ lệ thụ thai cao hơn. Chất lượng tinh dịch. Tinh dịch có chất lượng tốt với mật độ tinh trùng cao và tinh trùng di động nhanh sẽ giúp cải thiện khả năng thụ thai. Thời gian từ khi lấy tinh đến khi phối giống càng ngắn càng tốt. Thời điểm thụ tinh. Thụ tinh vào thời điểm thích hợp trong chu kỳ động dục của heo nái sẽ giúp tăng tỷ lệ thụ thai. Kỹ thuật thụ tinh. Người thực hiện cần có kỹ năng và kinh nghiệm trong việc thụ tinh để đảm bảo không gây tổn thương cho heo và tăng tỷ lệ thành công. Thụ tinh nhân tạo ở heo đóng vai trò rất quan trọng trong việc lai tạo, nhân giống, cải tiến di truyền giống, góp phần nâng cao chất lượng đàn heo giống. Thụ tinh nhân tạo cho heo nái giúp đạt tỷ lệ thụ thai cao, số lượng và chất lượng đàn heo con như mong muốn, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, heo nái sẽ nhận được tinh dịch của các con đực giống tốt đã qua chọn lọc, không phải vận chuyển heo đực, không bị hạn chế về chênh lệch tầm vóc heo. Một lần khai thác tinh có thể dùng để phối cho nhiều heo nái. Vừa rồi, Dr. Vet đã chia sẻ đến quý vị kỹ thuật phối giống heo. Hy vọng đã đem lại thật nhiều thông tin hữu ích cho quý vị và bà con chăn nuôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!